đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố gắn với diễn tập của Sở Tài chính. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi và hộ nghèo tại huyện Yên Minh và huyện Đồng Văn. Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Huyện Yên Minh tổng kết một số mô hình lúa thuần chất lượng cao. Trung tâm khuyến công xúc tiến công thương nỗ lực trong công tác đào tạo nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã họp nghe lãnh đạo chỉ huy một số đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai toàn diện các nhiệm vụ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo sự phân công của Ban tổ chức lễ tang. Quân ủy Trung ương đã nghe lãnh đạo chỉ huy một số cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao. Đồng thời các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào một số vấn đề cụ thể nhằm chuẩn bị đầy đủ nhất, chu đáo nhất việc tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 ở cả Hà Nội và Quảng Bình. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của từng cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tốt các công việc được giao. Những kết quả đạt được đó thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của cán bộ chiến sĩ toàn quân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ rõ, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện tốt từng phần việc được giao với yêu cầu chặt chẽ, chu đáo, an toàn và trang trọng nhất. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh quyết định thành lập một đoàn đại biểu với số lượng 103 đồng chí tham gia, đại diện cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đến viếng và dự lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ quốc gia. Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị phối hợp chỉ đạo các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trong toàn quân lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổ chức để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đến viếng Đại tướng. Trong thời gian diễn ra lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, các đơn vị tập trung để bộ đội tham dự thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện nay, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ta cũng đã và đang tích cực triển khai kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện cái chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thì chúng tôi cũng đã thống nhất có cái chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang của tỉnh từ cái cấp ban chỉ huy quân sự các huyện và tương đương, tức là trung đoàn trường quân sự, đoàn kinh tế quốc phòng 313, 314 và cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh thì đều có lập bàn thờ để thắp hương tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế và hai cái ngày mà lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp thì lực lượng vũ trang Hà Giang tại các cái đơn vị thì đều có tổ chức cho cán bộ chiến sĩ để xem cái chương trình truyền hình trực tiếp cái lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua cái việc tổ chức tang lễ đối với Đại tướng và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cũng làm cái việc để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giáo dục truyền thống đối với cán bộ chiến sĩ noi theo cái tấm gương suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đại tướng. Và sau đó thì Đảng ủy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua biến đau thương thành hành động cách mạng trong toàn thể lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phấn đấu thi đua, học tập, rèn luyện, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để mà xứng đáng với cái kỳ vọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn sống. Cùng với việc thể hiện tình cảm, lòng thương tiếc và sự biết ơn công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị phát động phong trào học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 10, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang gắn với diễn tập của Sở Tài chính đã đi kiểm tra thực tế, tiến hành tổng duyệt công tác chuẩn bị diễn tập. Đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang kết hợp với diễn tập của Sở Tài chính được diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 10. Thông qua đó, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hà Giang, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở Tài chính vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, khả năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trực thuộc thành phố Hà Giang và các phòng chức năng trực thuộc Sở Tài chính, chủ động phòng ngừa làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cũng trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang kết hợp với diễn tập của Sở Tài chính lần này, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh sẽ lần đầu tiên tổ chức diễn tập thực binh lực lượng thi hành lệnh thiết quân luật. Thông qua đợt diễn tập làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thành các phương án, kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ từ tỉnh xuống các huyện thành phố, từng bước xây dựng, củng cố và bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi đi kiểm tra, nắm bắt thực địa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, thiết thực và hiệu quả cả về con người lẫn cơ sở vật chất của thành phố Hà Giang và Sở Tài chính. Nội dung chuẩn bị sát với thực tế của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và bí mật. Để được diễn tập đạt kết quả tốt, đồng chí Vương Mỹ Vàng đề nghị thành phố Hà Giang và Sở Tài chính cần tăng cường hơn nữa công tác hiệp đồng tác chiến giữa cấp với cấp, giữa cấp với ngành, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn về người và của cho nhân dân, đồng thời nghiên cứu, bổ sung các phương án kế hoạch cho phù hợp với thực tế tại cơ sở. Vừa qua, đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi thăm tặng quà các cụ cao tuổi và hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Văn. Đến thăm tặng quà các cụ Hoàng Thị Pia, 77 tuổi, tổ 4 thị trấn Đồng Văn, và cụ Ấu Thị Ninh, 92 tuổi, tổ 3 thị trấn Đồng Văn. Đồng chí Hoàng Trung Luyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cụ. Chúc các cụ sống trường thọ, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để con cháu cộng đồng xã hội học tập noi theo. Qua đó, tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị chính quyền huyện Đồng Văn tiếp tục có sự quan tâm, động viên kịp thời đối với các cụ người cao tuổi, cả về vật chất và tinh thần. Thăm tặng quà cho hai hộ nghèo là Sùng Dũng Nô, thôn Ha Súa, Mua Pà Nô, thôn Hồ Quáng Phìn, xã Hồ Quáng Phìn. Mỗi hộ một suất quà gồm tiền và bánh kẹo. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Luyến chia sẻ những khó khăn mà các gia đình gặp phải, đồng thời động viên các gia đình cần phát huy tinh thần tự chủ, tích cực tăng gia lao động sản xuất. Đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đồng Văn cần tiếp tục có những cách làm linh hoạt, thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra mô hình phát triển kinh tế, việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh về trồng cây vụ đông và việc thực hiện nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã Hồ Quáng Phìn, Sàng Tùng, Sùng Là của huyện Đồng Văn. Ngày 7 tháng 10, bà Lý Thị Hơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các cụ người cao tuổi và các hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Minh, cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện. Bà Lý Thị Hơn cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hai cụ là người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Minh, đó là các cụ Nông Văn Khôi, thôn Cốc Cai, cụ Nguyễn Văn Túng, thôn Nà Đon, xã Mậu Duệ. Thăm và tặng quà cho hai hộ nghèo ở xã Hữu Vinh, trong đó có gia đình anh Nguyễn Văn Thước, thôn Bản Trường, là gia đình bị thiệt hại do trận mưa lũ vừa qua, làm đổ nhà, một người chết và hai người bị thương. Đến thăm các hộ gia đình, bà Lý Thị Hơn đã ân cần hỏi thăm và chúc các cụ là người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống mẫu mực, tiếp tục cùng gia đình tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, giáo dục con cháu trở thành người có ích cho xã hội. Thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, đoàn đã chia sẻ những khó khăn của gia đình, mong các hộ gia đình khắc phục những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực học tập những kinh nghiệm làm kinh tế của các gia đình lân cận để xóa đói giảm nghèo.
đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Ngày 7 tháng 10 tại Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức giao ban khối văn hóa xã hội quý 3 năm 2013. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sen Chỉ Ly chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng năm 2013, khối văn hóa xã hội đã có sự đổi mới phương thức lãnh đạo và cải tiến lề lối làm việc, chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp và thực hiện đồng bộ có hiệu quả các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Đối với công tác giáo dục và đào tạo, đến hết năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 650 trường học và cơ sở giáo dục. Tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98,13%. Trong đó, số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là trên 16.300 học sinh. Về công tác y tế, đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phòng chống các bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng, tổ chức khám chữa bệnh cho trên 684.000 lượt người. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động, tổ chức thăm hỏi và tặng trên 11.000 xuất quà cho các đối tượng chính sách, với tổng trị giá trên 2 tỷ 600 triệu đồng. Ở lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, đã tổ chức 1.600 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho gần 500.000 lượt người. Tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7 năm 2014. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động của Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng được chú trọng thực hiện. Tại hội nghị, đại diện các ngành trong khối đã rà soát, bổ sung số liệu và báo cáo, đồng thời đánh giá thêm những nguyên nhân dẫn đến một số hạn chế tồn tại của các ngành như ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học, bảo hiểm y tế còn trùng, vân vân, và đưa ra các giải pháp để giải quyết các hạn chế trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sen Chín Ly đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ngành chuyên môn, địa phương thực hiện tốt việc xác định nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm, Sở Giáo dục xác định rõ vấn đề huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, các sở ngành trong khối rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Đối với những chỉ tiêu có thể không đạt, vẫn phải chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Có giải pháp quản lý tốt số lao động sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sen Chín Ly cũng đề nghị các ngành trong khối văn hóa xã hội tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án, chương trình. Trong đó, cần chú trọng tới vấn đề xã hội hóa, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý các tồn tại của ngành, cũng như tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí của ngành, nhất là phối hợp tốt liên ngành và các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, gắn liền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã triển khai các chương trình giải pháp công tác tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát 73 tổ chức đảng, 403 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, đã phát hiện 6 tổ chức đảng, 2 đảng viên vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm. Quan trọng hơn, qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh tình trạng bỏ sót, bỏ lọt hoặc chậm trễ trong kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở các cấp, các địa phương. Là công tác, nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát là việc làm thường xuyên mà đảng lãnh đạo chỉ đạo là phải có công tác kiểm tra giám sát. Mà lãnh đạo chỉ đạo mà không có công tác kiểm tra giám sát coi như là không có lãnh đạo chỉ đạo. Mà công tác kiểm tra giám sát cũng nhằm là giúp cho cấp ủy phát hiện những cái đã thực hiện tốt, cũng nhằm là biểu dương, khuyến khích và mà vươn lên, mà kiểm tra giám sát phát hiện những cái thiếu sót, yếu kém thì có định hướng uốn nắn cũng như là khắc phục, sửa chữa trong việc tức là thực hiện các cái
nhiệm vụ cũng như là phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra các cấp Đảng bộ tỉnh cũng đã kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới, 45 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức, 7 cá nhân, Ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương. Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở kiểm tra được 10 tổ chức, 38 cá nhân. Phát huy vai trò của cấp ủy và tổ chức đảng gắn liền đổi mới phương pháp, tác phong kiểm tra, giám sát các cuộc kiểm tra đã hướng mạnh vào nhiệm vụ khắc phục những mặt yếu kém. Cấp ủy các cấp có chương trình, giải pháp chỉ đạo tập trung, kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết và các nguyên tắc của tổ chức đảng, đoàn kết nội bộ, việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, việc thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm. Có địa phương, công tác kiểm tra đảng tập trung vào các nội dung quản lý sử dụng đất đai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Sau kiểm tra, Đảng bộ tỉnh đã kết luận 10 tổ chức có vi phạm, chiếm hơn 83% so với tổng số tổ chức đảng được kiểm tra. Số đảng viên vi phạm là 40 trường hợp, chiếm gần 90% so với số được kiểm tra. Thông qua kiểm tra, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên và những người đứng đầu đều có chuyển biến tốt. Trong cái giai đoạn hiện nay, toàn đảng, toàn cả hệ thống chính trị của chúng ta đang tập trung thực hiện nghị quyết Trung ương 4, trong đó có cái chủ đề chống tham nhũng và tiêu cực. Thế thì đòi hỏi trong cái thời gian tới thì công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra là có một cái sự nỗ lực rất là cao, từ cái việc giám sát, theo dõi, nắm bắt tình hình để xác định cái nội dung cần phải kiểm tra, để với cái mục tiêu là phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, quản lý chặt chẽ cái đội ngũ đảng viên theo đúng cái tiêu chuẩn và hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm kỷ luật. Qua thực tế công tác kiểm tra, giám sát cũng cho thấy, với những cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, không phát huy được vai trò lãnh đạo trong công tác kiểm tra, giám sát sẽ tác động trực tiếp đến năng lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng. Từ đây, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, công tác kiện toàn bộ máy và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra các cấp có tâm, có tầm sẽ là công việc được ưu tiên hàng đầu. Ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo năm 2013 và hướng dẫn điều tra lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 cho các thành viên ban chỉ đạo và điều tra viên ở các xã phường trên địa bàn. Lớp tập huấn đã triển khai tới các điều tra viên quy trình và phương pháp điều tra rà soát hộ nghèo gồm 11 bước. Yêu cầu các điều tra viên phải thực hiện nghiêm túc, thu thập các thông tin ghi phiếu điều tra đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, không chạy theo thành tích mà điều tra thiếu chính xác, không đúng đối tượng. Đối với việc điều tra lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế, cần phải thực hiện theo đúng hướng dẫn liên ngành của Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, tránh dẫn đến việc cấp trùng, cấp sai thẻ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Sau lớp tập huấn này, ban chỉ đạo điều tra của các xã phường sẽ triển khai thực hiện tại các cơ sở, bám sát vào kế hoạch để kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2013 và mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 của thành phố được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian theo kế hoạch. Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ của chính quyền địa phương, các ngành có liên quan và sự vào cuộc chủ động của từng người dân, trong 9 tháng năm 2013, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vị Xuyên tiếp tục thu được những kết quả tích cực. Để chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự phát huy có hiệu quả, có sự tham gia tích cực của từng hộ dân, thì công tác tuyên truyền vận động đã được huyện Vị Xuyên xác định là việc làm đầu tiên có ý nghĩa quyết định. Trong 9 tháng, toàn huyện đã tổ chức được 17 buổi chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thu hút được trên 5.000 lượt người tham gia. Mở hội nghị tập huấn lập kế hoạch có sự tham gia của người dân được 3 lớp cho gần 300 người. Phát động lễ quyên góp chung tay xây dựng nông thôn mới được hơn 40 triệu đồng. Vận động nhân dân hiến đất 2.100 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Huy động trên 25.000 ngày công của nhân dân để mở rộng, làm mới mặt bằng đường liên thôn, đường nội đồng, nạo vét kênh mương. Hàng nghìn mét đường giao thông các loại được xây dựng,
Đến nay, huyện Vị Xuyên đã hoàn thành công bố quy hoạch đồ án và phê duyệt đề án của 22 trên 22 xã. Nhiều xã đã đạt khối lượng công việc lớn như xã Việt Lâm đạt 13 trên 19 tiêu chí, xã Trung Thành đạt 9 trên 19 tiêu chí. Còn lại các xã khác đều đạt từ 3 đến 4 tiêu chí trở lên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với huyện Yên Minh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất lúa thuần Saponica DS1 gắn với cánh đồng mẫu tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Với mục đích tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao trình độ thâm canh và nhận thức của người dân trong sản xuất, tăng thêm thu nhập cho người lao động. Trong hai vụ xuân và vụ mùa, bà con nông dân thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh đã tiến hành gieo cấy 10 ha giống lúa chất lượng cao Saponica DS1. Trên diện tích cánh đồng mẫu của xã, mỗi vụ gieo cấy 5 ha. Thực tế cho thấy giống lúa này sinh trưởng phát triển tốt, có bộ lá xanh đậm, khỏe, hạt bầu ít rụng, có khả năng chống đổ tốt, đặc biệt đây là giống lúa chịu lạnh nên rất hợp với điều kiện của địa phương. Thời gian sinh trưởng vụ xuân là 144 ngày, vụ mùa 117 ngày. Năng suất thóc đã phơi khô trung bình đạt khoảng 60 đến 65 tạ một hecta. Với những kết quả đã đạt được, bà con trong thôn mong muốn trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng huyện Yên Minh tiếp tục hỗ trợ về giống lúa, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để mô hình đạt năng suất chất lượng cao. Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Giang luôn vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống của mỗi gia đình hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Giang phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm dạy nghề thành phố đã mở được 8 lớp học nghề cho trên 300 hội viên phụ nữ tại các xã Ngọc Đường, Phương Độ, Phương Thiện. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra nguồn vốn vay. Nhìn chung các hội viên được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đã thẩm định giải ngân nguồn vốn vay tại các xã, phường trên địa bàn thành phố được 82 hộ với tổng số tiền gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tích cực khai thác, tín chấp các nguồn cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình như nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, nguồn từ các tổ chức quốc tế. Tổng số các nguồn vốn do Hội Phụ nữ quản lý đến nay là trên 17 tỷ 120 triệu đồng cho trên 900 hộ vay. Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ Tết cho gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo người. Vận động hội viên xây dựng nguồn vốn tự có, quỹ tiết kiệm nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc gắn với đẩy mạnh phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, trực tiếp là Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công thương Hà Giang trong việc hỗ trợ các hợp tác xã trong công tác đào tạo nghề theo chương trình Khuyến công Quốc gia. Qua công tác đào tạo nghề đã giúp cho các xã viên nâng cao tay nghề, từ đó làm ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc như Tày, Dao, Hơ Mông, Bà Thẻn đã có từ lâu và được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng hiện nay đang đứng trước nguy cơ dần bị mai một. Để phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của nghề dệt thổ cẩm truyền thống, những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, trực tiếp là Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công thương Hà Giang trong việc hỗ trợ các hợp tác xã trong công tác đào tạo, nâng cao tay nghề thông qua chương trình Khuyến công Quốc gia và Khuyến công địa phương, đã giúp cho các xã viên các hợp tác xã nâng cao giá trị qua từng sản phẩm, qua bàn tay khéo léo của người thợ dệt. Thông qua cái lớp học này chúng em sẽ làm cố gắng học và làm ra những cái sản phẩm nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ là chúng em sẽ cố gắng làm được những cái sản phẩm đẹp. Và tất nhiên là thế hệ trẻ là rất là cần những cái người đi trước như là bố mẹ với lại ông bà. Đặc biệt là họ là những cái người mà họ đã làm ra những cái lanh này thì chúng em sẽ cố gắng để học tập và chúng em sẽ chuyển lại cho những cái người sau.
Thông qua các lớp đào tạo nghề, các xã viên được các nghệ nhân trong nghề dệt thổ cẩm truyền đạt những kiến thức về kỹ thuật dệt trên chất liệu sợi lanh và sợi len, tạo cho sản phẩm không chỉ có chất lượng mà còn đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Hôm nay thì chúng tôi có Sở Công Thương và Khuyến Công tỉnh Hà Giang đã giúp đỡ chúng tôi về cái làng nghề truyền thống. Đây là một cái cơ hội rất là tốt cho cái hợp tác xã và nâng cao rồi cái tay nghề cho chị em phụ nữ ở đây để xóa đói giảm nghèo. Đây là một cái cơ hội tốt nhất để cho xã viên người ta nâng được cái tay nghề. Là thứ nhất, thứ hai nữa là để được thị trường người ta mứng mộ về những cái sản phẩm của chúng tôi. Qua thực tế mở các lớp đào tạo nghề dệt lanh cho các xã viên, các hợp tác xã đã nâng cao tay nghề, tạo ra những sản phẩm giá trị và tính thẩm mỹ cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Đây là điều kiện để Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công thương Hà Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp cho các hợp tác xã duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Căn cứ vào cái kinh phí của Bộ Công Thương cũng như là kinh phí địa phương, khuyến công địa phương của tỉnh hỗ trợ, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và hỗ trợ cho các làng nghề có đủ năng lực cũng như là có đề nghị hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó có cái công viên địa chất toàn cầu, đó là một thế mạnh du lịch cho tỉnh Hà Giang và các ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, để làm sao là hỗ trợ cho bà con cũng như các hợp tác xã làm ra được các sản phẩm có mỹ thuật cao và bán ra thị trường đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của khách du lịch. Với sự nỗ lực trong công tác đào tạo nghề của Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Công thương Hà Giang nhằm khôi phục, phát huy và giữ gìn nghề truyền thống không bị mai một, đồng thời bảo tồn nét văn hóa đặc sắc nghề dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực vào giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại các địa phương trong tỉnh. Phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết do Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 8, ngày mùng 9 tháng 10. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 27 độ. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực vùng núi thấp, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.